Câu hỏi tiếp theo là một bạn game thủ đã inbox tới fanpage với câu hỏi là game có tính năng đặc biệt nào khác và lạ không? Thì ở Nghịch Thiên Kiếm Thế á, cái hệ thống dị thú lục á, thì nó rất đa dạng và nó xuyên suốt nhiều tính năng chính của game. Tính năng này á, nó dựa trên cốt truyện Sơn Hải Dị Thú Lục của Trung Quốc và nó là quá trình kể về việc thu phục các dị thú trong truyền thuyết. Đầu tiên á, là dị thú truyền thừa. Thì dị thú truyền thừa á, là một con khỉ, nó biết hết chuyện của thế gian. Ai hỏi về chuyện quá khứ á, thì nó đều biết, mà hỏi về chuyện tương lai á, thì nó không thể kể. Để kích hoạt được cái dị thú này á, thì là cần tiêu diệt Sơn Hải Dị Thú, mà trong game gọi á, là Khôn Phệ Dị Thú. Kiếm điểm kích hoạt 4 cây kiếm xung quanh nó, thu phục được dị thú truyền thừa này. Các bạn có thể dùng nó như là sủng để xuất chiến bên ngoài. Dị thú có thể tiến cấp và mỗi lần tiến cấp mới á, nó sẽ nhận được một cái skill bị động, bóp thêm thuộc tính cho nhân vật. Một cái thứ hai á, là Khôn Phệ Công Bằng. Ở đây á, nó là một thượng cổ linh thú xuất hiện từ cỏ hồng ngoan, có hình dáng như các chú cá voi. Người chơi á, phải tiêu diệt các Sơn Hải dị thú để mà kích hoạt các dị thú công bằng này. Sau đó á, là phải tăng cấp công bằng đạt cấp 1. Thì khi mà đạt đủ điều kiện level tiến cấp mà đưa ra này á, thì mới có thể là tiến cấp lên cấp 2. Thì cách thức tăng cấp level tiến bậc đó là phải dùng trang bị thừa và hoặc là đan thừa của chính nhân vật cho công bằng ăn. Thì cái công bằng này á, nó có thể xuất chiến thay cho chiến kỵ luôn. Thì nó khá là thuận tiện cho anh em muốn cài cú. Và một điều á, là cái kích thước của con công bằng khi mà xuất hiện ở ngoài map á, thì nó cũng rất là to lớn và hành tráng. Thì có thể nói á, ở hai cái loại dĩ thú này á, là chỉ có cài mới có được. Và càng cài á, là càng mạnh và càng hỗ trợ chiến đấu là khá ngon lành luôn.